Hi, xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Đây các bạn ơi, sáng sớm nay thì mình đang dẫn các bạn đi tham quan cái vườn hoa của chị Bành Hiền nè. Tôi nói nó sơ sát tả tôi rồi các bạn ơi. À, chị Hiền trồng hoa vạn thọ để chuẩn bị Tết đó. Phía xa xa là anh hai mình trồng mấy cái chậu bắp nữa kìa. Còn đây là cải nữa. Sáng sớm thì mình đi ra đây mình nghía một cái các bạn ơi. Mặc dù là mình không thích có cái tâm hồn trồng cây cối, nhưng mà mình thích ngắm của người ta trồng đúng không các bạn. À, chị ra lặt đọt rồi các bạn. Nhìn nó sơ sát ha. Nhưng mà hy vọng là vài bữa nó sẽ trở thành một vườn hoa tươi tốt. Thì các bạn ơi, sáng sớm ngày hôm nay không khí Noel cũng đã sắp tới rồi. Sẵn nay không khí nó hơi se se lạnh, mình sẽ làm món lẩu gogi. Món này là lẩu gogi Hàn Quốc đó các bạn. Thường thường mình đi ăn nhà hàng Hàn Quốc thì sẽ có. Ngày hôm nay mình muốn cho anh chị mình ăn thử nha. Lần đầu tiên cho anh chị mình ăn thử luôn xem cái hương vị nó như thế nào. Giờ gần đây kênh của mình nó đã bị tụt rất là nhiều. Không chỉ riêng kênh mình mà còn rất là nhiều kênh của anh chị, bạn bè, đồng nghiệp làm YouTube của mình cũng tụt. Nó không hiểu gì vấn đề gì sao nữa. Hy vọng là sắp tới đây thì YouTube nó sẽ không có còn gắt gao nữa các bạn ơi. Nói chung các bạn thấy mình làm video á, quay lên nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà một quá trình luôn các bạn. Ngày nào mở video mình nó tụt, tao nói ngày đó nó buồn hẩm hiu, nhưng mà mình phải cố gắng thôi các bạn ơi. Tại vì bây giờ hiện tại YouTube cũng là cái công việc chính của mình, ngoài việc đi học ra đó các bạn. Anh Bành hai của mình mới đi chợ về thôi, bây giờ mình sẽ vô chế biến cái món này nha các bạn. Quên nữa, nếu các bạn nào thấy video ngày hôm nay mình hay và hấp dẫn, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng tạo ra nhiều video mỗi ngày cho các bạn xem nha. Nói chung là mỗi ngày được ra video mình cũng cảm thấy áp lực lắm, nhưng mà nhờ có các bạn ủng hộ thì mình sẽ luôn cố gắng nha các bạn. Tại vì mình một ngày nào á mình cảm thấy rất là buồn và thiếu vắng luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi chế biến thôi. Em thèm. Đây nè các bạn ơi, đây là nguyên một cái combo lẩu gogi Hàn Quốc. Mình đã đem từ Hàn Quốc về tới ở quê mình nè các bạn. Nói chứ này là tất cả những nguyên liệu mà sớm giờ hai chị em mình với lại chị Bành Hiền chuẩn bị đó các bạn. Chị Hiền trang trí rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở trong đây thì gồm có thịt bò nè, hai loại thịt bò khác nhau nha các bạn. Nấm này là nấm hương, rồi nấm kim châm, này cà gót, rồi bắp cải tím, này là full topping chả cá nè, nè chả mực đồ các bạn, rau củ thôi, đơn giản là như vậy nha. Mình cũng làm tựa tựa theo của đi ăn nhà hàng thôi, chứ mình biết chắc là nó sẽ không có đậm vị giống như mình ăn ở tiệm đâu. Và thành phần không thể thiếu đó chính là nước sốt lẩu gogi. Cái này là mình không phải quảng cáo nha các bạn, mình mua về cho anh chị mình ăn thử thôi, mình chia nhãn hàng lại đó. Đây là hàng trên mạng và đây là hàng ngoài thực tế nè các bạn. Này là mấy anh em mình làm chứ không phải ngoài tiệm làm nha, cho nên là nó sẽ đôi chút là nó khác tí nha các bạn. Trong đây nó tặng có kèm theo nước sốt nữa nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đun nấu lên. Đây bây giờ chị Hiền sẽ khui thử coi. Chị Hiền đang khui thử cái gói này trong đây. Wow. Phèo phải đọc kỹ nha chị Hiền. Cái này là nước chấm nè. Wow. Đúng rồi. Đúng không? Vậy là cái gói nhiều là nước lẩu rồi. Thì cắt nước lẩu nè các bạn ơi. Này sẽ pha với là 600ml nước nha. Có khi nào gói này nước sốt không? Không có đâu. Nước sốt gì nhiều vậy? Đúng rồi. Wow. Tôi cho nước vô. Cho nước vô, nước vô cho bơm. 600ml nước. Tốt pin nhiều dữ vậy. Ăn vậy nó mới phê. Nó không đụng đâu luôn. Trời ơi. Ít quá các bạn ơi, kệ đi. Đây, hai chị em mình cũng đã đổ nước sốt vô rồi, bây giờ sẽ đem đi nấu lên nha. Yeah. Con lửa đi hai. Đã chuẩn bị. Lên bếp. Đây các bạn ơi, món lẩu gogi của mấy anh em mình cũng khá chuẩn bị xong rồi nè. Trời ơi, chị có hiểu lẩu. Cái món Hàn Quốc cái gì hết trơn á. Đây là món lẩu gogi. Lẩu gogi trên cái chén nè. Ok. Cho em cái luôn. Đây. Các wow. Ơi. Hôm nay ngon rồi. Hôm nay mình sẽ ăn cái chén này nha các bạn. Cái chén ngồi à? Này là đồ ta đựng nước sốt. Trời ơi. Anh sẽ ăn hết. Để em chùi cho nó ăn. Chùi vệ sinh an toàn thực vật. Rửa rồi bà ơi. Chùi vậy cho nó sạch nữa. Mình ăn hết hai gói không? Một gói nước đi, ăn cúp bình đi. Trời ơi, thơm lắm im ạ. Lắm im. Để đây đi, chờ nó thôi nha các bạn. Suy nghĩ cái thôi. Chưa anh hai cho nó cúp bình nó chín đấy hả? Lên đây. Hai để vô luôn. Wow, hai để cho nó sôi lên đi. Ba cờ không lấy nó cơn. Sáng sớm bim bim của mình tắm thơm tho quá các bạn ơi. Rất là thơm luôn, thơm mùi vịt lắm anh hai. Sôi luôn vậy. Hồi sáng hai thằng đi ngủ bây giờ có ăn cái. Hai nó ngủ giờ này nó qua bên giường nó ngủ á.
Nó đang tìm kế. Coi chừng nó nằm đó, nó ngủ mà cái chân nó môi vậy nè. Cái chừng ngại chân môi. Em thấy hai thằng đau cái đầu vô vậy nè. Coi chừng cái mục tiêu là ngay đó đó. Cha nói vừa hai thằng đi chơi về cái thằng bò cũng vô bằng vò sữa được vô nhà, bò cũng nằm ngoài, hai thằng ra hàng rào, thằng nằm trong rào nè, ngoài rào hai thằng câu trong lưng lại ngủ cho ấm. Tình nghĩa anh em lắm mà, nhiều lắm à. Anh em chắc có bình lâu mà vô nhà mình không biết tên vô được. Hét cái lá cải hàng chi. Thôi mình bây giờ mình trộn lên hết. Đây anh chị mình sẽ trộn lên nước lẩu hơi ít nha các bạn, tại vì mình không có biết. Chút nó ra nước hả? Trong quá trình mình mua mình đâu có biết là cái gói nó quy định bao nhiêu nước đâu. Ôi nước lừ nè. Ủa nó lên được chút rồi kìa. Hồi ra nước nhóc á. Làm cho nó chín đi chị. Thịt bò để trên đi. Mình có chuẩn bị thêm hai gói mì để ăn. Khi mình nhúng lại. Thôi để vậy đi. Có cải này ngồi nó sẽ tợ nước quá chừng rồi nè. Đó nó xèo xuống nước. Đúng rồi, còn lúng ra nữa. Đó. Đầy rồi đó. À nguyên bim. Quá hấp dẫn, Bim Bim đương nhiên là ăn rồi ha, Bim Bim. Sáng nay người ta rất là đẹp luôn á. Nó cũng đã có tín hiệu sôi nè các bạn ơi. Chị Hiền sẽ nhúng hết tấp Bim xuống, nước nó cũng đã tràn trề rồi nè. Nước lên rồi nè, thấy chưa? Nước dâng cao. Này là siêu ngọt luôn nè anh. Nước tự nhiên hả? Ở đây thì mình sẽ ăn với lại nước sốt chấm này của người ta tặng luôn trong cái combo gói sốt nấu á nè các bạn. Miyaki, nó chấm Miyaki. Trời ơi, Miyaki. Em không biết nữa anh hai ơi. Còn đây là muối ớt truyền thống nha. Cô chị em mình làm. Phủ qua trong. Nhúng xuống cái này ra ha. Nhúng nó xuống dưới nhúng đi. Nhúng lẩu xuống. Thơm quá à. Này nói chung là cũng là một cái đặc sản gì đó. Thịt bò nè. Ăn cái này no tới chiều luôn. Ngày chủ yếu là thịt bò là em sẽ quay lại cho các bạn coi. Mà chị Hiền ổn nha. Ở Hàn Quốc là em thấy là món lẩu đa phần là người ta ăn thịt bò nhiều. Ngon á. Wow thơm quá à. Bây giờ bỏ mì vô đi hai. Có góc nào đâu. Để em dọn dẹp vệ sinh chỗ này. Wow. Ôi. Anh lại nói dọn dẹp vệ sinh. Trời ơi, bữa nay ăn tấp pin đã luôn. Tấp pin cứng ngắc luôn. Rồi một gói thôi. Nhận cho. Cái nồi lẩu này mà đi ăn ở nhà hàng á, ta nói không chỉ 1 triệu. Có tiền cả. Đúng rồi, hơn luôn á. Cái nồi có chút ăn xíu. Ăn tấp pin trước đi. Wow, mì đây nhớ rồi. Mì chín chưa đây? Dạ mấy anh em mình sẽ ăn thịt bò thôi. Ủa vậy cái dĩa cho con Bim chứ. Dạ, có nè chị. Nè, cho nó cái chén nè, chén còn nè. Đây nè, trời ơi, thôi dĩa đi. Nè, bữa nay ăn Hàn Quốc là mình phải ăn cái dĩa đen. Ăn đi. Cho Bim Bim ăn thịt bò đây. Đây. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Wow. Này là để hứng nước rồi các bạn ơi. Lẩu này siêu hấp dẫn nha. Ăn các bạn thấy mình có cái chén. Ôi thịt bò thơm quá. Wow thơm thiệt các Bim ơi. Chấm ăn cái này sốt. giống chấm một miếng nước sốt. Giống mình ăn à. Ăn không nó cũng ngon quá. Cái miếng nước sốt của nó coi. Ừ, nó thơm mẹ. Bánh chua vậy. Đúng rồi, ăn nó đừng ngán á. Chua chua ha. Chua chua. Nó thịt này nó ngọt. Ngon quá. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Ơi. Ăn rau. Nước chấm nè. Dạ. Đây. Quá nước chấm Hàn Quốc. Đi bếm. Ngon quá các bạn ơi. Thịt bò chín trước, ăn trước. Ngon. Cái chén này không có để nhiều được nha. Chắc ghê. Nó kìa còn cái lại. Kìa lấy đi. Để rồi chị. Chị phải ăn vậy. Bên bà chị này để ăn hết nồi lẩu này là dữ dằn. Lâu lâu phải đổi mới. Dạ. Bố xíu cây. Có. Bim, một chút thì chị cho Cương ăn nha. Nó bị dướng cái này nha. Cái cá nữa nè, lấy ra cho Bim luôn. Ừ. Bim mới ăn cả cá á, hôm bữa ăn cá. Đúng rồi, chắc cả cá rồi nó nguội. Wow, con này các bạn ơi. Đã quá, thịt bò ngon quá. Nó này giống chả mực quá à. Bim Bim nó đòi ăn kìa anh hai. Đợi chút ơi con, cho nó ngủ. Cho nó ngủ chút Bim. Đây Bim ơi, để gắp chả cá rồi. Đây chị cho ăn luôn. Nhưng mà anh này mỡ lắm, Cương ăn không được đâu, chị ăn cho. Cho nó gục trắng. Cho nó nào ít mỡ á. Đợi chị cái Bim. Wow. Tự ngon mà bạn ăn nghe. Wow, này em làm ớt cay rồi. Ngon quá nghe à. Trả lại được không? Trời ơi. Để kìa anh đi đâu.
đi chăn trâu, đi chuồng câu. Trâu. Thấy chưa? Trắng rồi cho nó. Nóng rồi kìa. Ngu. Bỏ rồi. Rồi. Bêm. Cho nó ăn chải. Thích ăn thịt bò hà. Anh ơi. Trời ơi. Wow. Trời ơi. Đúng rồi. Tự gấp luôn. Rồi nguyên viên luôn ha. À đù. Nóng nó chạy kìa. Trời đất ơi. Tự gấp luôn. Cái cục nó chạy kìa. Wow. Đừng cho nó ăn nữa, còn nóng á. Coi chừng nóng á. Khoa mừng cho nó ăn. Không, nóng rồi nó tự nhả. Nãy giờ. Nguội chưa? Thấy không bài hơi vậy. Rồi ấm ấm chắc trời lạnh nó khó ăn vậy. Để ra. Cho nó nguội đi. Nguy hiểm lắm. Nóng không bêm? Nóng không? Nóng không? Ừ, từ từ. Từ từ thôi. Rồi hết không? Tôi lụm miếng thịt bò dưới đất lên cho chị ăn nha. Ôi chịu luôn hả? Trời ơi. Thôi ăn sạch đi bim bim. Ăn từ từ để gấp dài rồi. Gấp thịt bò đi chị, nó thích ăn thịt bò. Thịt bò sao không? Thấy cái viên rồi khoái chí rồi. Nằm cái viên. Ơi, nó khoái ăn cái viên dữ lắm. Ủa thịt bò này dính anh phụ gỡ với em anh. Có sao không? Bữa nay nó điềm đạm thấy cưng quá các bạn ơi. Miếng này thịt không nè. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Nó thích ăn thịt rồi chị, đừng cho nó ăn mỡ nha. Cái này nó cuộn lên mà có mỡ mà. Kệ nó nhưng mà không sao đâu. Ăn mì đi, mì ngon quá nè. Em ăn cái chén này nè, cho con chén mì nè. Cái chén này sao ăn mì? Thôi, nè, chị ăn mì đi. Không, chị thích ăn topping thôi. Ok vậy. Em cũng thích ăn mì với anh hai. Nó ăn đi, anh hai gấp cái hết gói rồi. Còn mà. Có mì Hàn Quốc nhiều lắm. Một gói chà bá với này mà. Cay hết thiệt rồi nghe quý vị. Còn nè. Thì chén vô. Có còn hơn không các bạn ơi. Có còn hơn nhịn đói. Bim bim. Có mì ít vậy. Bim bim nè. Chị cho ăn. Chị cho ăn đừng có phóng xuống. À không cho nó ăn nó phóng xuống kìa hai. Là mình là mẩy nữa. Cho miếng nước vào coi. Trời ơi. Không cho nó ăn là nó làm mình ghê các bạn. Quá. Mình để ít nước như vậy nó ra nước rất là ngọt luôn. Bò nó bị dính cục. Trời ơi. Nó cái chén em cũng mua được 2 miếng bò mà. Nè. Em vui. Quay qua đây nè. Đây, đây chị lấy nước cho. Nè. Ồ nó cuốn rồi. Trời đất ơi. Ăn uống vậy đó. Để em lấy nước. Ờ cho nó phục vụ bim bim nha. Vợ chồng mình ăn. Cho nó giảm cân. Dạ em xin mời đại ca. Cứ để cho mì nguội anh ơi. Mời đại ca uống nước. Rồi được rồi. Rồi. Thôi là. Rau. Rồi quay qua đây nè. Quay qua đi chị. Nói câu rồi mất rồi. Em nghe chữ rồi. Em cầm cái lưỡi rồi có đi thôi vậy, mẹ ăn rồi chán rồi hả? Không có ăn chưa có đã cái nư quạo hả? Gấp qua cho ăn nữa chị Hiền ơi, gấp nó đi chị Hiền. À, quạo á cá, cá gấp cho nó chục cục 10 cục luôn đi. Ừ, chị Thương nè chị cho nè chả mực đó, nè. Không khoái á. Không khoái lắm chả cá rồi ăn thịt nè, ăn thịt nè, thịt bò chị Thương nè. Nè. Chả cá chỉ dành cho bim thôi. Rồi, không thích, ăn thích ăn chả cá à. Thiệt là tình cho chứ. Ăn cục luôn, nãy nó rồi, được rồi đó. Cái gì. Nè. Cái cục kia à cục kia cục à, mực. Cục mực. Mực không thích nha. Mực nó không thích, nó thích ăn cá thôi. Rồi thôi, đừng có làm mình làm mẩy nữa. Ừ, quá trời. Nước nó ngon. Quá trời quá đất chị rồi. Ăn cái gạo là quý vị ơi. Quý vị. Quên. Đó. Ăn này dính răng lắm á. Gấp mì ra thôi nó mềm. Ai có chén bự thì ăn mì. Mình không có chén bự mình ăn sốt bì. Nè chị. Đây là thịt bò. Thật không? Không, ăn khoái. Lâu phải có cái gì đổi mới. Cái núm nó hoài vậy nhàm chán lắm. Cái nước sốt lẩu các bạn nó rất là vừa ăn luôn nha, mà nó thơm nữa. Ăn vậy cũng có bỏ muối được nha các bạn. 100% hết hồn. Bim, nước lẩu vậy nè, nó ra bởi người ta làm liều lượng sẵn. Bỏ rau đồ ra vậy nè. Nó ra nước quá chừng, nó ngọt. Chấm quá siêu cay cũng ngon không? Hồi nãy mà, nãy không cản là đổ đầy nước luôn. Thôi. Anh chưa đổ đầy nước rồi. Để cho nó ra nước đó. Nấm nè. Nấm chín chưa nghe. Chín rồi, nãy giờ có nửa tiếng rồi. Đầu nửa tiếng ghê á, ăn mới có 15 phút mà. Dạ em. Thêm vô. Nè. Nè. Nhiều quá không? Hả? Dặn rồi. Thôi đi.
Thôi muốn đi xuống đi đi. Không ăn nữa hả? Tim viêm mới bữa nay vui không vui vẻ vậy. Không vui vẻ buồn ngủ quá. Tim vô. Nè. Nè. Nhiều quá không? Hả? Giận rồi. Thôi đi. Thôi muốn đi xuống đi đi. Không ăn nữa hả? Tim viêm mới bữa nay vui không vui vẻ vậy. Không vui vẻ buồn ngủ quá. Rồi cọc nữa. Mời xuống. Đi đi viêm. Mời xuống. Nè, 1 2 3. Bye bye. Bye bye. Xong rồi đó. Đó vậy đó mới chịu. Thôi, thôi đi đi. Ngộ vậy ta. Rồi đi đi, đi vô đi. Cảm ơn ớt cay ngon hơn nha. Sự kết hợp giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Nè, con mì nè, con bò nè. Wow, mì được mấy cọng nè chị. Nè cho chị Hiền hai cọng mì đi anh hai. Em ăn gì? Trời ơi. Tự gấp luôn. Tự gấp đi chị. Trời ơi. Ăn thua bim bim nữa. Anh, em ăn từ từ, ăn vậy em có bỏ mứa được nè. Ăn vậy lâu no hả? Cái này khẩu phần của bim bim hồi mình đem vô cho nó. Cái tấm cay vậy nó ngon rồi. Không có cay ăn vô gì đâu. Ngon quá. Thịt bò nhúng thì là ngọt luôn. Nó sao không biết diễn tả sao đó các bạn. Nó thơm, cái mùi đặc trưng lắm. Nó là lẩu gu ghi. Không biết gia vị là nó là cái gì á. Gu ghi nha, bu ghi. Bu. Bu ghi. Bu gu ghi. Cái gì ghi á. Bu ghi, cái bu ghi. Bu ghi xe á. Đợt mà mình được đi ăn nhà hàng Hàn Quốc á một lần á là cái nồi lẩu có chút xíu mà 200 mấy ngàn các bạn. Mà tiệm mà người ta bán như vậy thôi. Mình mà bán mình cũng bán vậy á. Đúng không? Cái nồi này, mới bán cái nồi này chắc cả triệu quá mà. Đúng rồi. Nồi hai dĩ thịt bò không nè, hết nhiêu rồi. Chả cá rau rét không. Nồi này chắc 500 ngàn à. 500 ngàn không? Không, đi ăn tiệm là 1 triệu nha. 500 ngàn là lỗ. Đi ăn tiệm là từ nồi này là 1 triệu trở lên mới có lời. Tại vì nhân viên này kia nữa. Mà đi ăn đồ hàng ở anh hay là với lại ăn của nhà hàng nước ngoài á, thường là nó thi ăn cho đã xong là nó sẽ thêm cái thế gì đó. Thế nhân. Thế. Cái đầu cũng có thế đó. Có thế nhập khẩu. Không phải là không thế. Thế là trả cho bà. cho không. Cái gì? Thế thu nhập, thế gì nè. Thị trường. Thế thị trường. Dạ hả? Thế kinh doanh. Thế buôn bán của nó. Ngộ, mình rất là tức luôn các bạn, đi ăn thì để giá 199. Chứ chừng ăn ra xong cái nó thì thêm thu bao nhiêu thế đó là hết năm mấy ngàn nữa thì ra 200 mấy luôn. Nói chung là phải chấp nhận. Nhưng mà không nói lúc đầu đi, em chấp nhận là lúc nói lúc đầu đi cho người ta biết tinh thần chuẩn bị. Nhiều khi người ta không có đủ tiền rồi sao các bạn. Hiện giờ biết chưa, nó có kinh nghiệm. Đúng rồi. Nó tức dữ lắm, tức rồi các bạn. Tức giận rồi. Kêu càng nhiều mớ, cái tiền nó càng cao. Tính phần trăm á. Đúng rồi, đâu cũng vậy hết. Nhớ là bật cái vụ đó các bạn. Kể cả nước ngoài tôi mua một gói bó rau tôi cũng phải có thế. Đúng hả? Thế bao nhiêu phần trăm đó? Năm của mình như 5% ha. Năm là 8 rồi. 4%. 8. Em nói thì cái gì nó nói lúc đầu đi người ta chuẩn bị tiền. Không biết được. Việt Nam nước ngoài thì cũng vậy. Ừ. Tại đó thì mình ít đi chợ, mấy siêu thị thì mình mua mình nên không để ý. Giống như 10 ngàn là mình phải trả 800 đồng tiền thuế. Quá cái nồi lẩu này rồi. Nướng kim châm ngon ha. Ê, cái này cái gì nãy vậy? Sữa, chị cho nè. Đúng rồi, chị ăn. Sữa lại chị cho miếng nè sữa. Nè, cho cái gì nè con. Ăn vũ rồi dùm em ơi, cái miếng này vũ ra nó mới ngon. Dùm như mình vũ rồi mình nhúng nó mới tơi. Đúng rồi. Trời lạnh gì mà ăn nó ngon ha. Nhất lắm. Ăn ấm người. Lẩu này thì nó không có cay. Có lẩu thường thường ăn lẩu của Hàn Quốc. Ăn đó mệt không em? Đổi chén này chị. Buồn ngủ quá, ăn xong tự nhiên buồn ngủ quá. Lạnh lạnh này vô ngủ nó đã. Kê. Ôi, cà gót ngọt quá. Cà gót em sắc á. Ăn thử cái này đi. Tàu hũ hả? Hai vợ chồng tự đưa tự hướng à? Tự tung tự hướng. Vậy mới là vợ chồng ta chứ. Đi ăn cái này đi chị. Gặp quá trời. Không, cục núm nó không bao giờ. Sao vậy? Không có hết. Cậu cục núm này thơm thiệt chứ. Ăn hai nếm núm đông cổ. Cảm ơn. Không biết. Núm đen.
núm ăn. Định nói luôn á. Sữa. Nó mũi kìa. Ừ. Sẵn ngon. Ngon hả? Ngon. Cái lẩu gô ghi là thường nó không có cái chả cá này đâu. Em tự để á. Nguyên một cái combo set đó là có 30k, ăn đã luôn. Quá đã, quá ngon luôn các bạn ơi. Chả cá nó ngon lắm nha, hiện chiên bim nó khoái rồi, đúng rồi. Bim bim mình khoái chả cá thấm với thịt bò hồi nãy mà nóng quá nó quạo, nó không ăn thịt bò nữa đó các bạn. Vô luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mấy anh em mình nha. Hy vọng là cái món ăn này mình sẽ gửi đến các bạn, các bạn rất là thích nha. Tại vì thường cái món này ở ngoài mua về khó khăn lắm các bạn, không có thể mua được. Còn ăn nhà hàng không, mà hôm nay có cái gói nước sốt á, em mua tất cả các nguyên liệu về em trộn lại với nhau á, mà thấy nấu nhà ngon ha, ăn thoải mái hơn các bạn thôi, còn nhiều nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay và yêu quý mấy anh em mình, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng tạo ra nhiều video cho các bạn xem nữa nha. Và bây giờ bye bye, nay không có bim bim bay rồi, bay trước rồi.